Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại nha. Địa chỉ là số 66 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trong fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 0608 748 nha. Hai số điện thoại này mình đều xài Zalo. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy trước khi mua thì mình cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là trong fanpage. Bên mình thì có nhận giao lưu trao đổi máy, bảo hành là 3 tháng, một đổi 130 ngày đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc nha. Bên mình thì bán điện thoại có ship core đi toàn quốc luôn. Ở xa có nhu cầu mua thì cọc trước với ship nha. Bên mình ship hàng sẽ cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền nha. Mọi thông tin chi tiết thì mình để dưới phần mô tả video nha anh em. Hôm nay thì mình về được một số ít máy giới thiệu tất cả mọi người. Samsung A52s 5G nha. 2.950.000. Máy zin nó hơi chạy xíu nha. 2950. Samsung A13 RAM 6128 nha. 2.450.000. Note 20 Ultra 5G RAM 12 256 7.6. iPhone 11 pin 85, con này nó thay lưng rồi nha, 5.150.000 thôi, 5150 nha. Samsung Galaxy Z Flip 1 nha, đây máy khá là đẹp, RAM 8 bộ nhớ 256GB, 3.000.000 nha, 3.000.000 cho anh em chữa cháy nha, 3.000.000. OnePlus 10T nha, OnePlus 10T. Con này khá mượt luôn nha, cực kỳ mượt luôn. Nắp 8 cộng Gen 1. Pin 4800, RAM 8, bộ nhớ trong là 128GB nha. Cái này thì giá bán của bên mình sẽ là 5.700.000 nha. 5.700.000. Samsung Z Fold 3. Con này màn hình thì nó đây, nó hơi gù phồ lên nha. Thanh lý cho mọi người luôn. 7.500.000 Z Fold 3 nha. 7.500.000 thôi. Anh em nào có trải nghiệm thì mua con này trải nghiệm nè. Giá rẻ nè. Giá là vừa bằng Z Fold 2 luôn à. iPad E4 hàng chính hãng 64GB Wi-Fi và 4G luôn. Wi-Fi và 4G. 8.200.000 nha. 8.200.000. Thanh lý nha. Motorola One 5G ACM nha. RAM 6128. Con này thì chạy chip 750 5G nha. Hôm nay mình thanh lý con này chỉ cho mọi người chỉ 2.400.000 thôi nha. Realme C21i RAM 3 bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì mình thanh lý cho mọi người 1.500.000 nha. 1.500.000. Và mình có bản RAM 4 bộ nhớ trong 64GB. Thanh lý cho mọi người với giá là 1.800.000 nha. 1.800.000 thôi. C25i. Này RAM 4 bộ nhớ 128. Những cái này pin khá là cao. Máy rất là đẹp nha. 2.000.000 nha. 2.000.000. Pin cao. Máy thanh lý nha. Cây này là cây Z Flip 1 nha, Z Flip 1. Con này nó có một cái vết nứt bên trong màn hình này nha. Thanh lý cho mọi người. 2.600.000 thôi nha. 2.600.000 thôi. 2.600.000 đã có Z Flip 1 rồi nha. Nó có một cái vết chày thôi. Này, vết chày trong màn hình nha. Còn mọi chức năng full. Máy mới 30 cũ. Hồi xưa ra cực kỳ mắc nè.
Redmi Note 12 nha. Con này hàng chính hãng nha mọi người, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB. Giá hôm nay chỉ có 4 triệu 350.000 nha. 4350 mình có hai cây, hôm nay mình giảm giá cho mọi người nha. Đây là chính hãng nha, 4350. Redmi Note 12 nha. Một cái máy giá rẻ nha, Oppo Reno 2F. Cái này ra cũng hơi lâu rồi, giờ giá rất là rẻ. 2 triệu 2 nha, 2 triệu 2 thôi. Samsung Galaxy Note 10 cộng, máy khá là đẹp luôn. Đẹp keng 99 nha. 5 triệu nha, 5 triệu, máy đẹp keng 99. Con này thì bản hàng RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB nha. Poco F4 nha mọi người, F4. Cái này nó hơi xấu. Anh em nào chuyên game thì mua con này nha, giá rẻ. F4. RAM 6128 nha, chip 870 luôn, màn OLED. 3 triệu mốt nha, 3 triệu mốt. Vivo S1 Pro nha. Màn hình OLED. Màn hình OLED ám nhẹ thôi. 1 triệu rưỡi nha mọi người, 1 triệu rưỡi. S1 Pro, RAM là 6GB nha. Màn hình OLED khá là đẹp luôn, chỉ có hơn một cũ à. Samsung Galaxy Note 20 Ultra, máy khá là đẹp luôn nha. 7 triệu 6 nha. Con này bản hàng RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB, một SIM nha mọi người. Xiaomi 11T, RAM 8128. Máy 97 nha. Con này máy 97. 3 triệu 750 nghìn nha, 3750. Redmi Note 10, RAM 6GB, bộ nhớ 128. 2 triệu 450 nghìn nha, 2450. S21 Ultra mã Mỹ, màu đen, máy đó khá là đẹp, 7950 nha. Redmi Note 10 RAM 6128, máy 97 nha, 2 triệu 150 nghìn. S21 Ultra, cái này thì hàng Việt Nam, 7 triệu 550 nghìn nha. S21 Ultra nó hơi chạy xíu. K50 RAM 8 bộ nhớ 256GB, 4 triệu 850 nghìn, 4850. Xiaomi 12T Pro nha, 6 triệu rưỡi, 12T Pro. Realme C55 RAM 6128 nha. Con này mình giảm còn 2 triệu 6 nha, 2 triệu 6. Tecno 20 Pro RAM 8 256GB, khá là đẹp. Tecno Camon 20 Pro 3 triệu rưỡi nha. Xiaomi Mi 11 Ultra RAM 12, bộ nhớ trong là 500, bản 512GB nha, 8 triệu 2, 512GB. Redmi Note 10S 2 triệu 7 nha, Note 10S. S21 Ultra 5G nha, 7 triệu 9 nha mọi người, máy khá là đẹp. iPhone 12 Pro 128GB, pin 78, giá chỉ có 8 triệu 8 thôi.
XS Max 64GB 5,6 triệu nha. iPhone 13 Pro Max 128GB 13,5 triệu. Giá này quá rẻ rồi. Pin con này còn 79 nha. 13 Pro Max 256 pin 86 nha. Máy khá đẹp luôn, còn khá là keng. 15,2 triệu nha. 8 lớp 64GB pin 79 nha. 2850. Samsung Galaxy Note 10 lớp 5,2 triệu. Note 10 lớp nha, 5,2 triệu thôi. Samsung A53 5G nha, RAM 8 1,8 nha, 4,5 triệu nha mọi người. Sony XP5 Mark 2 này tên lý còn 3,6 triệu nha, giảm giá còn 3,6 triệu. VinMark Lite 4 hôm nay mình thanh lý còn 2 triệu nha mọi người, RAM 4 và nhớ 64, máy đẹp hàng chính hãng nha, khá là keng luôn. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G hàng chính hãng nha, 4,5 triệu. Redmi K60 RAM 8 128, 5,5 triệu nha mọi người, 5,5 triệu. Xperia 5 Mark 2 có màu xanh nữa nè. Oppo Reno 8T RAM 8 256, 4,000 nha. Vivo Y30 1,9 triệu. Y30 Samsung Galaxy A54 5G nha. Đây, hôm nay mình về được một lô luôn nha. Máy khá là keng luôn. Những cây này thì còn bảo hành là cho mọi người 1 năm nha, bảo hành 1 năm luôn. Máy khá là keng, còn cả có những cây còn siêu viền luôn nè. Hôm nay mình về được chục cây nha. Bảo hành 12 tháng nha mọi người, bảo hành 12 tháng. Mình mới mua hôm nay luôn. Mới về hàng. Realme 11 Pro 8256 nha. Hàng chính hãng nha. Đây là hàng chính hãng nha. Máy không có bị chứ hàng xịt tay nha mọi người. Khá là đẹp, chỉ có 5,4 triệu thôi nha. 5,4 triệu. Máy đẹp 99. Máy mới của con này khá là cao nha, khá là cao. Oppo A2 Pro nha, máy khá là đẹp. Đây, A2 Pro 5,2 triệu nha, còn được mấy cây. Còn được có 2 cây à. Này. Này chip khá là ổn nha mọi người, chip đi Medcity 7050 nha. 7050 con chip này thì bằng con Reno 11 nha. Oppo A78. Đây, A78 bản quốc tế nha. Giá khá rẻ, chỉ có 3,5 triệu thôi, A78. RAM 8 256, như hàng chính hãng nha mọi người, hàng hình OLED nha, 3,5 triệu nha. Xiaomi 12S Pro 12S Pro nha, 12S Pro 6,6 triệu nha. Con này camera Leica nè. Realme Note 13 Pro New nguyên siêu nha, New nguyên siêu
5150 nha, 5150. Oppo Reno 8T 5G. 4 triệu cho 8. 8T 5G nha, full box. Samsung Galaxy Z Fold 5. Z Fold 5 thì hôm nay bên mình giảm giá cho mọi người nha, còn 20 triệu 500 thôi. Còn mình có một cây bản Việt Nam còn bảo hành khá là dài thì giá bán của bên mình sẽ là 22 triệu 500, bảo hành tới hình như tháng 1 2025 nha. Con này thì bản RAM sẽ là 12, bản Hàn Quốc nha, bản Hàn Quốc sẽ là 512 GB, tha hồ lưu trữ luôn, máy đẹp kèn 99 nha. Z Fold 5 rồi có phiên bản Mỹ đó, phiên bản Mỹ thì chỉ có RAM 256 GB thôi. Tất cả các bản Hàn, bản Mỹ bây giờ đều hai SIM hết rồi, một vật lý và một eSIM nhé. Samsung A53 5G, RAM 8128 nha, 4 triệu 6. Rồi, cái này là cây Samsung S10e 5G nha, RAM 6128, máy đẹp 98 nha. Mình có mấy màu lận. Con này thì giá bán của bên mình là 2 triệu 8 nha. Còn một cây, cây này là cấu hình mạnh này, màn hình cực kỳ đẹp luôn, cây Redmi K30 Pro nha, chip 865, camera chính 64 chấm, màn hình OLED, camera thọ thuộc nha, máy đẹp không khác gì mới luôn, chỉ có giá là 3450 nha. Rồi anh em nào có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì cứ inbox bên mình nha. Anh em nào có nhu cầu đổi điện thoại hay là bán điện thoại thì cứ liên hệ bên mình, thâu giá máy cũ thì thâu giá cao nha. Tiếp theo có một cây nữa nè, cây này là cây Samsung Note 20, hàng Việt Nam, hai SIM, chỉ có 4 triệu 450 nghìn nha, giá khá mềm nha.